Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ? Vậy chúng ta mau xuất phát thôi. Không cần phải tới đây đón tôi đâu. Chú kêu cô ấy tới đây hay sao? Lần sau cô cứ đợi cậu Ben ở văn phòng nghe, không cần phải tới tận đây. Hôm nay cũng đã lỡ rồi, con đi cùng với cô ấy đi. Bây giờ chú có việc gấp liên quan tới giấy tờ quan trọng. Khoan đã, cô phải để ý kỹ tới nó đó. Tôi không tin nó đâu. Tuyệt đối không được để nó ra ngoài một mình đó nghe. Dạ rõ. Cô làm gì cho chú tôi bao lâu rồi? Tôi vừa mới tới làm thôi. Công việc đầu tiên chính là làm thư ký cho anh đó. Bộ có chuyện gì sao? Không, không có gì. Tôi chỉ muốn biết chú tôi là người như thế nào. Vì tôi đã không ở Thái nhiều năm rồi nên không rành chuyện công ty lắm. Chú anh là người như thế nào hả? Thật ra chuyện này cũng khó nói, bởi vì tôi không hiểu rõ ông ấy cho lắm. Nhưng theo những gì tôi cảm nhận thì ông ấy thật sự rất lo lắng cho anh Ben lắm đó. Lo cho tôi sao? Lo tới mức kêu cô đến nhà đón tôi. Có khi chú ấy cử người đến canh chừng tôi thì có. Anh vui tính thiệt. Trời ơi, sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Vậy cô nói thử coi, tại sao chú ấy phải làm vậy? Nếu như thật ra chú của anh không hề kêu tôi tới tận nhà đón anh thì sao? Có một ông chủ như anh thì bất kỳ cô thư ký nào cũng sẵn sàng làm thêm việc ngoài giờ như tôi thôi. Được rồi chứ. Đừng cố gắng làm gì, chỉ vô ích thôi.